Anh hai, muốn nói cho em. Em nói cho anh. Khoan. Minh. Sao? Định làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi nhóc. Là tôi thấy trước mắt, tôi nói như vậy thôi. Mà em nói nghe, mình là con trai. Minh. Anh. Minh. Minh, buông ra. À, mình xịt cây à? Bị đánh quen rồi phải không? Mày tha cho Minh đi. Người mày tìm là tao mà. Anh đâu liên quan? Mình lo cho nó hả? Thì tao không đánh mày nữa nha. Đánh Minh nhiều tử cho em. Tao là tao có vợ nha.